thử nhìn thấy bên phía của đội tuyển Hàn Quốc họ thực sự chơi Superman rất ghê, rất với ghê. Cái khả năng di chuyển cùng với việc là đẩy của mình. Và trận đấu đầu tiên của chúng ta đã được bắt đầu rồi. Với tốc độ di chuyển nhanh nhất trên bản đồ đó là Superman, thì anh ta đã ra được khu vực tiệm cận sông này và có được một khoảng thời gian đủ lớn để có thể set up, có thể tạo ra cái việc tấn công đội cướp, bạn muốn cướp đối phương. Và nếu như đội bạn cướp chúng ta sẽ chơi, nên đội bạn đã phải lùi về trong tình huống này. Bonfire là người đảm nhận vị trí ăn quái ở khu vực đường giữa ở thời điểm đầu trận. Rõ ràng rằng Liliana của Black One sẽ gặp một chút bị bất lợi về mặt kinh nghiệm. Anh ta không có được cho mình con lính nào cả và anh ta chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi. Bonfire sẽ là người lên cấp độ 2 khá sớm của đội tuyển Việt Nam khi hit đi một con lính ở khu vực đường giữa của đội tuyển Việt Nam. Đồng ý, và anh ta xuống khu vực đường dưới rồi. Sau khi ăn một chút lượng kinh nghiệm ở khu vực đường giữa, đồng ý thôi, anh ta sẽ lên cấp độ 2 sớm và sẽ có khả năng đi đường tốt hơn. Trong khi đó bên phía của Hàn Quốc họ cũng định cướp đấy, nhưng sau khi sang rừng của bên phía đối phương thì họ di chuyển ngược trở ra để có thể hít lại đủ lượng kinh nghiệm so với cả bên phía của chúng ta. Và như vậy các khu vực đường thì lượng kinh nghiệm mặc dù có sự thay đổi không nhiều, nhưng chung quy lại thì họ vẫn đang khá cân bằng nhau ở những cấp độ 2 và tiệm cận 3 như thế này. Sun sẽ có cấp độ nhanh hơn ở khu vực đường dưới vì dù sao ở những cấp độ đầu Chokna chưa đủ kèo để có thể đánh lại Tara. Và Tara có lẽ sẽ có cả con chim nữa. Đồng năm có lẽ sẽ không có chim trong trận thi đấu này, nhưng ở khu vực đường trên thì chúng ta đã có bù lại một con chim để có thể cân bằng lại về lượng chim ở trong đội hình của cả hai đội. Bây giờ thì có một pha rình rập nhẹ của bên phía đội tuyển Hàn Quốc ở khu vực đường giữa, nhưng Polo vẫn đang trợ giúp cho đồng đội của mình ở khu vực đường trên. Chính vì việc Polo đang ở khu vực đường trên nên cái hướng đi từ Black One cũng hơi nghiêng về phía đường trên. Ít nhất anh ta chưa bị nằm xuống, chỉ bị cầu máu trong những pha này thôi. Liên tục là rình rập ở đây, đó là anh chàng Jack cùng với cả Violet của Rush ở đây. Nhưng Black One vẫn sống sót và thậm chí vẫn còn đó cho mình, đó là cái tốc biến nữa. Thì ở những cấp độ 4 sắp tới thì bắt vào một Liliana cũng rất là khó, vì cô nàng này đã có biến ảnh hóa hình ở trên người. Con rồng đã ra nhưng chưa có áp lực nào đến từ cả hai bên ngắm vào đây cả. Họ vẫn đang ở khu vực đường của mình để có thể lên được những cấp độ 4. Có một pha di chuyển của Polo đã bị lộ hình và anh ta có lẽ sẽ chỉ giúp cho Black One có thể farm dễ dàng hơn ở khu vực giữa. Khu vực đường trên thì liên tiếp là Polo giúp đỡ cho Malok có một kèo thi đấu tốt được với Superman của đối phương. Superman đã lên cấp độ 4 và Malok lên cẩn thận vào điều này, bởi Superman có thể kết liễu Malok ở cấp độ 4 một cách rất dễ dàng. Đồng ý. Nhưng có vẻ như là chính chiến thuật của Việt Nam chúng ta cũng luôn luôn để kể cả Polo đứng gần so với cả Malok, đúng không? Bởi vì họ biết rằng chỉ cần Malok của NTB ở những cấp độ đầu này là một cái con bài chốt đường thành công và không bị ganh quá nhiều, thì đến cả về sau này nếu như có bị đẩy đến từ Superman thì cái khả năng cứng cáp cùng với sự chống chịu đến từ Malok vẫn có thể chịu được. Thì việc mà Polo tập trung ở khu vực đường trên này ít nhất đã tạo ra cho chúng ta được một cánh an toàn, vì cánh ở khu vực đường dưới sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào với một chú voi của đồng năm ở cấp độ 5 cả. Tôi nghĩ rằng sẽ đúng là không có một nguy hiểm nào, trừ khi đó là một pha ép sân với 3 hoặc 4 thành viên của đối phương. Và đồng năm đang bị đối phương chặn lính ở khu vực đường dưới. Có vẻ như nếu như đây là giai đoạn mà họ xuống khu vực đường dưới thì đồng năm cũng sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ có chạm mặt ở trong tình huống này. Việc làm của chúng ta là khá hay. Nó đã giúp cho NTB có một giai đoạn đầu trận nó an toàn và không bị ảnh hưởng quá nhiều. Có giao tranh ở đây nhưng có vẻ Việt Nam chỉ muốn ra để kiểm soát lấy được cái tầm nhìn của bản đồ mà thôi, cũng không có bất cứ một giao tranh nào cả. Và kể cả chiêu cuối của NTB vẫn đang còn giữ ở trên người. Anh ta chưa muốn sử dụng nó vì chưa biết rằng lực lượng của đối phương đang như thế nào. Tara ở đường dưới chặn đường không cho đồng năm có thể đẩy lính lên cao. Và trong lúc đó thì đội tuyển Hàn Quốc tấn công vào con rồng, nhưng ngay lập tức họ phải bỏ nó khi áp lực ở khu vực đường giữa mà Việt Nam chúng ta đang tạo ra là một áp lực rất lớn. Sau đó họ quay lên khu vực đường trên, nhưng Chaser có đủ thời gian để có thể lui về đến trụ của họ. Chúng ta vẫn đang có được một cái thế trận rất cân bằng đối với đội tuyển Hàn Quốc. Lượng tiền ở thời điểm hiện tại đang là nhỉnh hơn một chút cho đội tuyển Việt Nam, nhưng có lẽ nó cũng không quá đáng kể. Tôi đánh giá là vẫn là cân kèo thôi. Đội bạn muốn ép vào con mùa xanh của chúng ta sau khi nhìn thấy được 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam ở khu vực đường trên, nhưng chúng ta cũng có hướng di chuyển ngược lại với con mùa xanh của đội bạn, nhưng liệu có ăn kịp không, bởi đó chỉ là Joker cùng với lại cả Malok. Con rồng này bên phía Hàn Quốc không ăn, họ chỉ nhử ép giao tranh mà thôi. Nhưng Việt Nam chúng ta cũng không ở gần khu vực đó, họ đang muốn ép ra hoàn toàn khu vực đường giữa cũng như khu vực đường trên. Và bây giờ khi NTB cùng với cả Polo đang tiến lên đây rất cao, Chaser đang núp ở trong bụi, anh ta rất có thể sẽ phải nằm xuống. Chaser đang hai lần đẩy vào trong trụ rồi, nhưng Polo chưa dùng chiêu cuối của mình và họ lao lên có tấn công rất nhưng tiếc. Chaser chưa phải nằm xuống cả. Tulen cả Jack cũng đang lên đây, nhưng giao tranh sẽ dừng lại tại ngay điểm
ngay tại thời điểm này, Đồng Đăng đang lên khu vực đường giữa để bảo kê cái trụ. Những đợt tiến này đang đẩy lên và một mình Russ ở đây sẽ không có áp lực nào dành cho đội tuyển của chúng ta cả. Khu vực đường trên vẫn tiếp tục đẩy đến từ bên phía của Việt Nam. Mặc dù vẫn chưa có một lợi thế nào rõ ràng cho đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi đánh giá rất cao trận thi đấu này của đội tuyển của chúng ta. Đây là trận thi đấu mà chúng ta đang đánh khá cân kèo với đội bạn. Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một lỗ thế nào cả. Cách di chuyển của chúng ta cũng khá tương đồng. Chúng ta bảo vệ được những vị trí cần bảo vệ và chúng ta vẫn đép được đường ở những vị trí cần thiết. Trận đấu này thực sự là hách não khi những pha di chuyển của cả hai bên nó đang hách não nhau khá nhiều. Và khu vực đường giữa này có sự tấn công nhẹ, nhưng có vẻ như với những chất tướng kiểu như Joker hay Liliana thì dẹp đứng từ tầm xa không phải là điều gì quá khó khăn cho họ cả. Những cái trụ vẫn còn máu ở đó, nhưng cái quan trọng là bên phía đối phương có, đó là Violet, thì những cái lần cầu máu nhẹ nhẹ như thế này cũng sẽ là một áp lực gì đó. Và bây giờ sẽ là thời điểm bên phía của Hàn Quốc tấn công vào con rồng. Khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã tập trung hết lên khu vực đứng trên, họ sẽ có con rồng đầu tiên rất dễ dàng. Họ thường xuyên ép vào con bùa xanh của chúng ta và họ làm được điều đó với việc chúng ta đang phòng thủ bùa hơi bị chậm hơn so với họ, nhưng chúng ta cũng sẽ lấy bùa của họ. Liệu chúng ta có kịp hay không? Đội bạn đang muốn chơi trong tình huống này. Tôi đang thấy đội bạn muốn chơi. Polo đang bị bắt lại. Anh ta tốc biến để lùi đi. TF cũng vậy và có một cú đẩy rất đẹp đến từ Chaser. Polo sẽ là người đầu tiên phải nằm xuống. Có luyện ngục đến từ NTB, nhưng luyện ngục đó chỉ để lui đi mà thôi. Họ đã có chiến công đầu, họ tiếp tục cướp vào con bùa xanh này. Khi mà chúng ta đã quá tham tấn công vào con bùa xanh và để đối phương bị ép góc, sau đó họ sẽ tiến lên khu vực đường trên. Đây sẽ là thế 4-3, hơi khó trong pha này nha. Đây là 4-3 và Malok cũng đã mất đi luyện ngục, nhưng đội bạn cũng đã bị giải quyết đơn lính và đội bạn cũng không thể thành công trong kế hoạch lấy trụ của họ. Họ lùi về đường giữa, nơi mà Bonfire đã ép đi đợt lính để có thể giải tỏa được áp lực ở đường giữa. Ở trong pha thi đấu vừa rồi thì không đánh giá sai Việt Nam về cái việc ép đi con bùa xanh của đội bạn, nhưng chúng ta làm hơi muộn. Chúng ta tham minh thời gian kém hơn họ. Họ đến với con bùa xanh của chúng ta khi con bùa xanh vừa mới ra và họ có được nó và quay trở về tấn công vào chúng ta, trong khi chúng ta đã chậm hơn họ một nhịp thi đấu. Nửa bước chân nhanh hơn đúng không? Hàn Quốc ủ kịp thời gian để có thể ép gấp chúng ta. Và trong pha đó là một pha dùng chiêu cuối quá đẹp đến từ Jack. Anh ta khiến cho Polo không còn cách nào mà phải mất đi cái quá đẹp. Và khi ta mất đi cái tốc biến thì ngay lập tức đó sẽ là Chaser chặn đầu của chúng ta. Với con máy Superman này đang tạo ra quá nhiều sự khó khăn cho đội tuyển của Việt Nam. Hai là cấu máu không phải và nằm xuống trong vòng một nốt nhạc. Không phải là cấu máu mà thực sự đó là một pha hủy diệt của đội bạn. Đội bạn vẫn đang tiến vào phần rừng của chúng ta để có thể ép góc đội chúng ta. Họ đến rất hợp lý khi con bùa xanh vừa mới ra và họ có thể sẽ tiếp tục có con bùa xanh của chúng ta. Họ ép rất chuẩn thời gian. Đó là khả năng timing tuyệt vời đến từ đội tuyển Hàn Quốc và chỉ hơn nhau nửa bước chân vậy thôi. Họ có thể có được thế trận của trận thi đấu này. Thậm chí là họ tính chính xác đúng thời điểm con bùa xanh vừa ra để có thể cướp được nó. Đồng ý. Và trong trận đấu này thì Hàn Quốc mạnh hơn chúng ta ở điểm. Đó là họ căn thời gian chân chính xác hơn, nhanh hơn và chuẩn hơn. Có là vào đây giao tranh. Polo nên lui về trong pha này khi anh ta chỉ còn 50% máu mà thôi. Đồng Nam muốn giải quyết đi những đám lính, nhưng sức sát thương đến từ Rush lúc này là một con số cực kỳ khổng lồ. Họ đã có một trụ ở khu vực đường trên, họ gần như có cái trụ ở khu vực đường giữa. Hàn Quốc sau một khoảng thời gian, họ bây giờ đã là người có lợi. Đúng vậy, và đấy chính là sự đáng sợ của đội tuyển Hàn Quốc. Cảm giác như được lập trình vậy, họ đánh rất chuẩn về mặt thời gian và chúng ta đang gặp đôi chút khó khăn về mặt kiểm soát thế trận. Ở thời điểm hiện tại chúng ta đã mất đi cái trụ đầu tiên của bản đồ, nhưng có một pha tốc tiến lên của Polo có lẽ không đủ sát thương đến từ anh chàng này. Đồng ý. Săn vẫn còn cho mình khả năng hồi phục rất tuyệt vời. Với những cái món đồ hiện tại chưa có khả năng ngắt hồi máu thì chiêu cuối thân thể sắt thép của Tara là rất mạnh. Thành viên của đội bạn lao vào đây rất nhanh. Có một cú làm choáng và sốc sát thương cực kỳ mạnh. NTB lao vào những chiêu cuối này. Nó là quá muộn. Tôi phải nói rằng chiêu cuối của Alice trong đồng tay ý. Của Jack nó bật quá nhanh và quá nguy hiểm. Nó khiến cho bất cứ một cái bước chân nào của chúng ta cũng không kịp thực hiện. Có thể nói là não của Jack nảy số rất nhanh với một cú dòng chảy thời không quá tuyệt vời của anh chàng này. Thì Polo ngay lập tức bị mất đi trước thềm giao tranh. Chúng ta thường bị mất đi một thành viên trước thềm giao tranh và chúng ta không thể giao tranh được. Đây đã là con bùa xanh thứ tư mà đội bạn cướp thẳng vào vị trí đi rừng của chúng ta. Và chúng ta đang lỗ thế chính nhờ những pha tham minh chuẩn đó của đội bạn. Đồng ý, và sau pha tranh vừa rồi và toàn điểm hạ gục lại nằm trong tay của Rush nữa, thì những món đồ lớn 6, trên 1, cô nàng này 6, đang 2. là một con số quá ghê. Hách tiệt. Tất cả bùa lợi rừng, tất cả những đám lính đều được nhường cho Rush. Rush bây giờ đang quá xanh xao so với cả những sát thương chủ lực bên phía của chúng ta. Đó là Black One, đó là Polo hay là TF vậy. Thực sự đây là một trận đấu của nửa bước chân. Họ chỉ cần nhanh hơn chúng ta một chút thôi. Con bùa xanh đầu tiên tôi nhớ thì đội tuyển Việt Nam vẫn kịp để có thể lấy mất của họ. Nhưng sau đó
thì chúng ta không thể lấy được của họ nữa, bởi vì chúng ta cứ dần dần chậm hơn họ một nhịp, chỉ một nhịp thôi. Nhưng rất đáng tiếc đó là quả cầu tuyết đang được tạo ngay một lớn về phía đội tuyển Việt Nam. Đồng ý, và trong pha vừa rồi chúng ta vừa thấy rằng ba người quay vào một săn, nhưng với một chiêu cuối thì gần như săn không mất đi một giọt máu nào cả. Sau khi giải quyết cho mình đó là cái trụ ở khu vực đứng trên cũng như khu vực đứng giữa, thì giờ sẽ là cái trụ ngoài cuối cùng, không, nó chỉ còn một tí máu thôi, chắc một lần bắn đến từ Rush là vừa đủ cho họ để có cho mình đó là cái trụ. Sau đó là xử lý đi hoàn toàn các khu vực rừng được khác. Trong trận đấu này, tất cả các tài nguyên rừng và đường đều được bên phía Hàn Quốc xử lý nó một cách chóng vánh, và quan trọng là nó chính xác. Điều đáng mừng duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời hiện tại có lẽ là Bonfire đã lên xong cho mình cái sách truy hồn. Đây là một món trang bị rất cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam, và Bonfire đã là người phải hy sinh trang bị của mình để lên nó sớm. Ở thời điểm hiện tại có sách truy hồn trong tay, chúng ta sẽ hạn chế bớt được tầm nguy hiểm của Tara của đối phương. Nhưng đối phương tiếp tục có con bùa xanh có lẽ là thứ 5 hoặc thứ 6 của đội tuyển Việt Nam. Không đánh được, săn lúc này quá ghê. Mặc dù có sách truy hồn nhưng săn vẫn có đủ thời gian để có thể lui vào trong trụ của mình, không có làm chậm. Chưa đủ sát thương, TF đến thời điểm hiện tại chưa đủ sát thương để có thể tấn công vào săn. TF đang không đủ sát thương và cũng không có làm chậm để có thể chơi được vào đối phương. Tôi vẫn thích TF đánh một con bài dạng như Violet hơn là đánh lữ bố đi rừng. Và rồi, TF đã nằm xuống trong pha thi đấu này. Săn cò quay rất lâu, và khi anh ta nghĩ rằng đối phương không còn đủ lực nữa, anh ta quay trở lại trả sát thương. Và đơn giản có được mạng hạ gục thứ tư, họ có được con kinh công đầu tiên của trận thi đấu có lẽ là rất dễ dàng. Một con kinh công rất đơn giản khi mà cũng không có sự tác động quá nhiều đến từ đội tuyển bên phía của Việt Nam. Và nửa bước chân thì bé, nhưng nếu như nhiều cái nửa bước chân nó cộng vào thì nó sẽ thành một sải chân rất dài. Rất dài trong trận đấu này, và chúng ta đang trượt trên cái đà đó. Đồng ý đồng năm hy sinh cho mình để lên được cái sách truy hồi, nhưng ngược lại đồng đội của anh ta không có đủ sát thương mạnh bằng bên phía của đối phương. Trong khi đó nhìn ngược trở ra mà xem, họ đã có những cái món đồ quá nhiều quá. Và nhiều. Bây giờ Tara đang bắt đầu hướng tới món đồ thứ 5 của mình rồi. Và cả con bài Violet nữa. Violet cũng đã hướng đến xong được trang bị thứ 5 của mình, đó là cái áo choàng băng. Và anh ta bắn rất lực. Malok của NTB không phải đối thủ của anh ta, và họ muốn băng trụ cho tình huống này. NTB đã phải dự lụng luyện ngục trong tình huống này. Trận đấu này đang bị bóp nghẹt ngày càng nghẹt hơn, như con rắn nó quấn chặt con mồi của mình vậy. Khó. Bây giờ đang tiến tới cái trụ khu vực giữa và không có cách nào để chúng ta có thể ngăn cản cả. G-Jack đang xử lý quá tốt ở phía đằng xa để bảo kê. Còn Black One lúc này thì bị nằm xuống trước lần xoay bão búa đó, xoay cái búa đó đến từ Tara. Và bây giờ có lẽ trận đấu này nó, tôi nghĩ rằng là có kết quả rồi, là dành cho bên phía của Hàn Quốc khi chúng ta chưa có cửa nào để đánh lại được cả. Có trận lính ở đây, nhưng khả năng hồi phục và sức sát thương đến từ đội bạn là quá lớn. G-Jack lui được ra cái cấp cứu của mình. TF hạ cũng được G-Jack, nhưng đồng minh của anh ta thì sao? Sẽ không có ai sống sót nổi. Polo cũng chỉ còn một tí máu mà thôi. Trận đấu đầu tiên này sẽ thuộc về bên phía của Hàn Quốc. Thậm chí còn không cần thiết phải Mega, đội bạn sẽ có được trận thi đấu đầu tiên này ngay ở phút thứ 13 của trận đấu. Và chúng ta vẫn chưa thấy được một sự gọi là bứt phá nào, một cách ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ việc ở thời điểm đầu trận chúng ta đã có một thế trận hòa hoãn ngang cơ với họ. Nhưng hòa hoãn ngang cơ tôi nghĩ là không đủ. Chúng ta cần có một đội hình có khả năng giao tranh, và thậm chí là chúng ta phải ép được giao tranh vào họ. Chứ nếu như để cho họ cứ snowball theo cái thế trận mà họ chắc chắn sẽ là người tham minh chuẩn hơn chúng ta như thế này thì rất khó cho đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như để đánh thắng được những chú hổ châu Á này thì thật sự là một vấn đề quá nan giải. Đồng ý với anh Tùng, việc mà chúng ta đánh có những bước chân bằng họ là ổn, nhưng họ luôn luôn dẫn trước chúng ta với một nhịp độ của trận đấu thì chúng ta không thể nào lại được nếu như nó ngang bằng và không để thua một cái gì cơ. Nhưng nếu như tôi đếm trong trận đấu này thì đến 5 con bùa xanh liên tục của đội tuyển Việt Nam đều được Rush và đồng minh của anh ta xử lý thì gần như Black. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một sự bứt phá mạnh hơn. Trận đấu này thì bên phía của Hàn Quốc đã ngay lập tức cấm đi Superman cùng với Arum, bởi vì họ biết rằng họ đang là đội thứ 2. Trong khi đó thì Việt Nam đã cấm đi là Senel cùng với cả là Ryoma. Như vậy là 6 nửa bước chân và là một sải chân rất dài trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Hàn Quốc trước đội tuyển Việt Nam, và cũng là đặt một chân của họ vào trong trận bán kết ngày mai. Thì thực sự là rất khó đánh với đội tuyển Hàn Quốc, cảm giác khó đánh hơn rất nhiều kể cả đối mặt với đội chủ nhà Thái Lan. Đối mặt với Thái Lan chúng ta vẫn có những cơ hội bật, bởi vì họ dường như là vẫn còn những cái lỗi trong cái việc vận hành. Nhưng đối mặt với đội tuyển Hàn Quốc thì khi họ ép sân có vẻ như tham minh rất chuẩn xác đến từ bên phía của đội tuyển Hàn Quốc.
Mùa giải lần này thì sẽ có Thái Lan và Hàn Quốc cùng với cả Đài Bắc Trung Hoa đang là ba đội tuyển rất sáng giá cho cái ngôi vị hạt giống số 1. Thì Hàn Quốc đã chứng tỏ điều đó rất tốt sau những trận thi đấu của họ mà không hề mắc được những sự sai lầm nào. Họ đánh giống như được một cái cỗ máy được lập trình sẵn vậy. Đến giờ này thì chúng ta ăn bùa đỏ, đến giờ này thì chúng ta sẽ tấn công vào đây và vào đây. Thì những lượt cầm cuối cùng chúng ta nhắm tới Omen, trong khi đó đội bạn đã nhắm tới đó là Lữ Bố. Thì sự lựa chọn đầu tiên chúng ta muốn hướng tới là gì đây, khi mà giờ này đang có Timmy, có Malok, có cả Malok đều được hở ra. Việt Nam vẫn đang rất khó chơi, chúng ta không biết nên đánh như thế nào với đội bạn, rất khó, thực sự là rất khó. Đây đã là giây thứ 30 rồi và chúng ta vẫn chưa có lựa chọn, và đó là Malok thả ra Timmy. Chúng ta quyết định sẽ nhường cho đội bạn con bài này chăng? Đội bạn muốn thử nghiệm à? Hãy đợi xem. Bây giờ đang là giây thứ 40 và đội bạn đang, nếu như có thử nghiệm, đó sẽ là Whips, đó sẽ là Crux trong đội hình này. Cũng hay. Chưa cũng thấy. Cũng hay, nhưng có vẻ như sự thử nghiệm này nó hơi mạo hiểm. Vì dù sao đây cũng là trận gọi là bán kết rồi. Để có thể tiến vào những cái vị trí top 4 và top 1 trên cái bảng xếp hạng hạt giống thì quyết định của họ sẽ là đánh một cách nghiêm túc hơn. Và đó sẽ là Tulane cùng với cả Alice của Zizak. Zizak đang thực sự quá khó chịu với con bài Alice trong tay. Còn Tulane trong tay của Hắc thì có một lượng sát thương rất kinh khủng ở những trận thi đấu trước đó chúng ta đã từng nhìn thấy. Và cả trong trận thi đấu vừa qua thì Hắc cũng đánh rất tốt với con bài Tulane. Chúng ta có hai lượt lựa chọn tiếp theo, có thể sẽ là Timmy, có thể là Violet của anh chàng TF. Tôi nghĩ rằng nên là Violet khi chúng ta đánh rừng có thể chơi song phẳng với họ hơn khi chúng ta cầm cái bài Violet này. Lần này chúng ta sẽ không phải gặp Superman ở khu vực đứng trên nữa. Nên nếu như NTB tiếp tục sẽ là người chơi Malok thì việc mà bạn sẽ tự vận hành ở khu vực đứng đơn sẽ đơn giản hơn, trong khi đó Polo sẽ dành sự ưu tiên của mình sang các khu vực đứng khác. Và thêm một việc nữa là chúng ta vẫn còn đó là cả Timmy. Thì Timmy kết hợp với Violet thì vẫn là một sự gì đó khá là hoàn hảo. Và The Flash sẽ dành cho người chơi ở khu vực đường giữa bên phía của chúng ta. Thật ra đánh giá thì về việc khu vực đường giữa, đội bạn đã có cho mình đó là Hắc cầm Tulane rồi. Tôi nghĩ rằng ở trong trận thi đấu này thì lúc thời điểm đó chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn nốt cái đường đơn còn lại của chúng ta. Nhưng có vẻ như tiếp tục chúng ta sẽ có một trận thi đấu nữa cầm Chawna chăng? Bởi vì rõ ràng là hóa giải vào Alice thì Chawna cũng là một lựa chọn rất tốt. Và chúng ta không chọn vị tướng đi đường ở trong tình huống vừa rồi, có lẽ là để có thể chọn được những con bài khắc chế vào đối phương. Và Timmy chắc chắn sẽ là lựa chọn của đội tuyển Việt Nam rồi, không có gì đáng bàn cãi ở con bài này cả. Khi mà bên phía của Hàn Quốc họ thấy chúng ta đang chơi theo một cái thiên hướng là ép giao tranh trực tiếp, giống như kiểu là Malok, Flash, Timmy và thậm chí cả Mark ở đây, thì bản thân bên phía của Hàn Quốc lại chọn ngược lại với một đội hình có khả năng hồi phục và có khả năng đẩy đường cùng với việc là kiểm soát bản đồ rất mạnh. Với việc bạn chơi Tara chặn lính, với việc bạn chơi Q-Rod đẩy đường một mình với cái mâu thần lực, và cả hai vị tướng này đều đem lại được cái sự hồi máu rất nhiều, thì đội hình bên phía Hàn Quốc sẽ thay đổi chiến thuật hoàn toàn so với trận đấu trước, đúng không? Và trận đấu này sẽ là một trận đấu mà họ chơi kiểm soát bản đồ là chính, thay vào việc là tấn công vào rừng bên phía của đối phương, thay vào việc là đánh trực diện vào một khu vực nào đó. Rất đáng tiếc là chúng ta đã phải chọn Max tương đối sớm so với lựa chọn rừng của đội bạn. Nếu như mà rừng của đội bạn lộ ra trong lượt lựa chọn trước thì chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu như đó là một con bài AD. Nhưng khi có Max ở trên sân, tôi nghĩ rằng đội bạn sẽ chọn Zephyr ở trong lựa chọn đi rừng. Bởi rõ ràng Max bắt rất tốt vào AD của đối phương. Liệu đội bạn có nghĩ như vậy? Nhưng đội bạn đang muốn chọn một vị tướng có đam sát thương rất lớn nhưng sức chiến chịu thì lại không nhiều, đó là Ngộ Không. Đồng ý. Nếu như chúng ta được chọn Max gọi là dừng bên phía đối phương lựa chọn sớm hơn thì tôi đang nghĩ là kiểu có thể là Lindis được quay trở vào trong trận đấu này. Nhưng có vẻ như sau khi họ nhìn thấy kiểu toàn mấy ông thích bắt và xạ thủ ở phía đằng sau thì gần như họ thay đổi hoàn toàn, đúng không? Và đây sẽ là Ngộ Không. Có khóa không? Ngộ Không. Nhậu không? Ngộ Không bây giờ thì sau khi bạn dùng chiêu cuối bạn sẽ có thêm một lần tàng hình nữa. Nên là gần như bộ combo hoàn hảo nhất của Ngộ Không sẽ là 3 lần tàng hình tới từ hầu hết các kỹ năng của anh ta. Nhưng đội bạn quyết định sẽ chọn thêm một con bài cứng cáp hơn. Và đó sẽ là Wonder Woman. Wonder Woman đi rừng sẽ là trận thi đấu này. Tôi nghĩ rằng sẽ là Wonder Woman đi rừng với vị trí đường đơn dành cho King Road. Hoặc đảo ngược lại là King Road đi rừng và Wonder Woman đi lên.
thì tùy thuộc vào đội tuyển Hàn Quốc, nhưng đội tuyển Hàn Quốc là đội tuyển rất thích đánh quân đầu vần đi rừng, và chúng ta cũng đã có một đội tuyển học tập phong cách đó của đội tuyển Hàn Quốc, đó là khiên của TF của đây là trận thi đấu mà chúng ta có, đó là một đội hình khá mạnh ở trải đều ở tất cả các mặt trận, thực sự là khá mạnh ở tất cả các mặt trận. Còn đội bạn thì có sự thử nghiệm cao hơn, nhưng đội bạn cũng đã có một sự rất khôn ngoan khi giấu rừng. Ở lần lựa chọn cuối cùng họ mới chọn ra con bài đi rừng, và đó là một con bài rất cứng cáp để Max có thể bắt vào. Vị trí mà Max bắt vào tốt nhất có lẽ là khép góc vào Tulen của đối phương, hoặc là Alice của đối phương, hoặc có thể là quay trở về để tránh bài đẩy lẻ của King Cross. Đồng ý. Đội hình bạn đang có rất nhiều cái sự chống chịu bảo kê, và gần như tôi đang thấy có ba cái bao cát cực kỳ khổng lồ, và thêm cả Alice để ngăn cản những lần tấn công nữa, thì đây sẽ là đội hình rất cứng mà khó để Việt Nam có thể ép ra tranh thủ sớm. Nhưng ngược lại, chúng ta đang sở hữu những con bài có khả năng sát thương rất mạnh từ ngay trong những cấp độ đầu, như kiểu The Flash, như kiểu là Violet ở những cấp độ 3 và độ 4. Thì cái việc trong trận đấu này chúng ta cần phải đánh đúng những gì anh Tùng nói, là phải đánh đập thẳng vào một đường của đối phương, hoặc là lấy lợi thế ngay lập tức ở một khu vực đường nào đó. Chứ trận đấu này mà kéo về lâu về dài thì đội hình của đối phương tôi đang cảm giác có quá nhiều lợi thế trong cái việc đẩy đường cũng như cái việc kiểm soát bản đồ. Đồng ý, và đây là những bước di chuyển đầu tiên của đội tuyển Việt Nam rất khó chịu. Chúng ta sẽ chặn lính ở trong tân lính đầu tiên này. Polo chấp nhận hy sinh đi một vài lượng máu để có thể chặn lính được dễ dàng hơn, nhưng đội bạn đang rất mạnh. Đội bạn chia làm hai cánh, đánh thẳng vào hai con bùa của chúng ta. Chúng ta liệu có về để bắt được Tara của đội bạn không? Câu trả lời là chúng ta muốn bắt đường giữa của đội bạn, đánh thẳng mặt nhau luôn và bắt được vào Zizak. Chúng ta đang có thể bắt vào Zizak. Tiếp tục. Không đánh rồi. Nhưng khi mà đồng năm ép góc thì tôi nghĩ rằng là đủ. Và đó sẽ là chiến công đầu dành cho chúng ta. Tiếp một con bùa đỏ của đội bạn. Tôi thích lối đánh này. Đây là lối đánh chúng ta mong chờ. Rồi, đồng ý. Và đó là việc mà chúng ta, thay vì để mất bùa, chúng ta tổ chức tấn công và có lại được lợi thế, đúng không? Và bây giờ TF sẽ tấn công thẳng lên khu vực đường trên, và chúng ta sẽ có thêm một con bùa đỏ. Max trong tay của đồng năm sẽ quay ngược trở về nhà và ngăn cản không cho săn ăn đi những con quái rừng một cách ngon lành nữa. Và săn đã phải về. Chúng ta có lợi thế trực diện dành cho vị trí đi rừng của TF. Lợi thế trực diện chính xác hơn là dành cho những mạng hạ gục của chúng ta, khiến cho chúng ta có thể giãn cách một chút về mặt lượng tiền. Còn về mặt lượng cấp độ thì có lẽ chúng ta sẽ không nhảnh hơn được đội bạn. Khi săn ở khu đường dưới có lẽ sẽ lên cấp độ 4 sớm nhất, khi anh ta có cho mình cái bùa đỏ của chúng ta, cùng với đó là lượng cấp độ kinh nghiệm đến từ việc gọi là farm lính của mình. Thực ra đó là một pha di chuyển thông minh đến từ săn. Khi anh ta thấy chúng ta đang áp sát khu vực đường dưới thì ngay lập tức sang rừng bên phía chúng ta để cướp. Đấy. Và Chaser ở khu vực đường trên đang quá tham lam để có thể chặn lại ba thành viên. Nhưng ngay lập tức đó là sự xuất hiện của Zizak. Tôi nghĩ rằng người cầm cân nảy mực trong trận đấu này vẫn là Zizak bên phía của Hàn Quốc. Sự xuất hiện rất kịp thời ở đây. Khu vực này có đà đang đánh nhau và quất rơi thành công. Đồng năm không kịp phản ứng trong pha này. Tôi nghĩ rằng đó là một pha kéo roi vào Black One, nhưng không ngờ anh ta có thể xuyên qua Black One để kéo vào đồng năm. Rất kinh khủng đến từ kỹ năng của Wonder Woman trong tình huống kéo roi vừa rồi. Hoặc đó là một tình huống may mắn của anh ta, nhưng không biết được. Nhưng đó là một pha kéo roi rất hay của người chơi bên phía đội tuyển Rush Hàn Quốc. Và đó là Rush, anh ta có một hơi mạo hiểm, gắp thịt thành công. Hơi mạo chưa hiểm. Có đủ cấp độ 4 ở đây, Việt Nam còn ăn là còn mạo hiểm. Đồng năm bật thẳng chiêu cuối, và chúng ta có con rồng này đang cố gắng lui đi đến từ TF. NTB cũng đang lui khi họ nhìn thấy Polo đã phải nằm xuống rồi. Nhưng Hắc đang lao vào rất sâu, và với lôi điểm của mình anh ta đã hạ gục được thêm một người đó là TF. Nhưng bây giờ Hắc sẽ chạy đi đâu hết khi một Tulen không còn năng lượng ở trên người. 1-2 đổi 1 và thêm cả con rồng. Việt Nam giữ ở thế huề trong pha này. Giữ ở thế huề trong pha này, và chúng ta có được đó là con rồng đầu tiên của trận thi đấu. Đây là một trận thi đấu có phần khởi sắc của đội tuyển Việt Nam. TF vẫn có được cho mình lượng tiền ổn khi anh ta có được một bạn hạ gục ở ngay thời điểm đầu trận. Nhưng chúng ta có lẽ là ở thời điểm tiếp theo nên có được một cái sức bật mạnh mẽ hơn. Như đã nói trong trận đấu này thì chúng ta không cần ở đâu với Superman. NTB tự thân vận động rất tốt ở khu vực đường dưới, thì nó sẽ có một điểm lợi thế là Polo được hoàn toàn chơi một cách bao sân ở các khu vực đường giữa cũng như là các khu vực đường khác ở gần bên phía của đối phương. Thì việc này giúp cho Việt Nam có đủ cái lượng người. Và bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Đang tập trung hoàn toàn cả 5 người xuống khu vực đường dưới. Chúng ta biết rằng có đồng năm, có thêm radar đạn đạo, luyện ngục hất tung được săn. Chúng ta có thêm trụ đầu và đánh thẳng vào bên phía của đối phương. Có thêm lốc chân không kéo theo hai thành viên giáp tay thần kỳ và chiêu cuối tốt. Nhưng Polo còn đó là cả pháp trận thần kỳ nữa. Đánh hoàn toàn có cơ sở. Polo đang bị giữ lại. Anh ta sẽ có chiêu cuối để hồi sinh. Nhưng đội tuyển của chúng ta đã về hết rồi. Polo bị quất roi ngược
ngược trở lại. Và Polo vẫn chưa phải nằm xuống trong pha này khi bên phía của đối phương cũng không quyết định tấn công lên. Và chúng ta sẽ là người có lời. Tôi thấy TF trong tình huống đó hơi bỏ mạng. Tôi nghĩ rằng TF tình huống đó nên mạo hiểm hơn một chút. Đó là việc cứu lại cái mạng của Polo. Rất may là Polo có thể tự thân vận động được. Nhưng đó là một tình huống mà rất hú hồn cho anh chàng trợ thủ của đội tuyển Việt Nam khi TF đã lùi về rất sớm với việc anh ta bị thấp về năng lượng. Nhưng đó là tình huống tôi nghĩ rằng đánh được đến từ đội tuyển Việt Nam. Black One đang xử lý The Flash rất ổn trong những pha này với những cái pha cấu máu từ tầm xa. Và phải nói rằng sự bứt phá này đang giúp cho Việt Nam có một lợi thế vượt trội lên rất nhiều, bởi vì bên phía của đối phương không có sát thương chủ lực thực sự. Họ chỉ có lượng sát thương phép mạnh đến từ Hắc mà thôi. Còn lại 3 vị tướng, 4 vị tướng còn lại đem đến hiệu ứng khó chịu. Còn sát thương cộng dồn thì không đem lại quá nhiều. Nhưng ngược lại Việt Nam của chúng ta thì lại có đều lượng sát thương được trải dài ra. Họ có thêm con rồng ở đây. Việt Nam vẫn bảo vệ được cả 3 cái trụ một cách thành công. Chúng ta vẫn đang cân bằng một chút thì lượng tiền là nhỉnh hơn cho chúng ta một chút. Còn về lượng cấp độ thì tôi nghĩ là nhỉnh hơn cho đội tuyển Việt Nam, bởi đó là con rồng và cái trụ đúng không? Còn nếu xét về khả năng farm quái thì có lẽ là đội tuyển Hàn Quốc đã nhỉnh hơn so với chúng ta về cái khả năng farm đi những cái mục tiêu nhỏ. Và chúng ta vẫn có được một thế trận chỉ là cân bằng với đội bạn mà thôi. Ở thời điểm tiếp theo khi King Road lớn lên thì chúng ta có lẽ cần phải snowball mạnh mẽ hơn. Trước khi con bài King Road này có đến 3 món đồ kể cả là Tara nữa, tôi rất sợ những con bài này có được cho mình những sự trang bị. Chính xác là đối phương đánh theo cái chiến thuật kiểu tích tiểu thành đại á. Đó là họ ăn từng thứ bé một để cộng dồn vào để bằng một thứ lớn của chúng ta. Có vẻ như sau những pha giao tranh liên tục Hàn Quốc có thua. Nhưng nếu như nhìn trên cả một cục diện của một cán cân thì họ không hề thua. Đây sẽ là giữ chân để ép góc vào. Nhưng King Rod đang hồi máu rất mạnh với cái mâu thần lực. Cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có những chiêu cuối có thể chống đi được những khả năng hồi máu bên phía của đối phương. Ngoại trừ nội tại đến từ đồng năm, 2 lần băng vào. Nhưng Huck có 3 lần lôi động để có thể lùi đi. Tara vẫn đang chặn chốt cứng ở khu vực đường dưới. Chúng ta không có khả năng đẩy lính lên. Đồng ý, chúng ta bắt buộc phải lùi về. Đội bạn muốn đánh hòa hoãn và đội bạn làm được điều đó. Đó là khả năng tham minh rất chuẩn và cái cách đứng của đội bạn cũng rất kinh khủng. Chúng ta có lẽ sẽ phải lùi về trong pha thi đấu này và tiếp tục là tích tiểu thành đại đến từ đội bạn. Mặc dù có Timmy ở trong tay, mặc dù có được cái trụ đầu trong tay, nhưng chúng ta vẫn chỉ hòa về mặt lượng tiền so với đội bạn. 14-7, bên phía là 14-6. Thực sự cái khả năng farm từng mục tiêu bé của họ đang là rất ghê. Mặc dù khu vực đường dưới chúng ta có khả năng đẩy lính tốt, nhưng Tara của Sun luôn luôn đứng ở tại đây. Anh ta biết rằng mình có chiêu cuối, có khả năng hồi phục. Việc bạn đẩy đường và không cần tham gia giao tranh là việc mà một Tara làm rất tốt với những khả năng cơ động của mình. Muốn ép Sun lên khu vực đường giữa, nhưng G-Jack cùng với cả Rush ngay lập tức ngăn cản điều đó để không diễn ra cái việc đẩy đường ở đây. Tara vẫn đang ở khu vực đứng dưới. Có vẻ như Việt Nam sau những pha giao tranh chúng ta đang kẹt lại trong vấn đề là chưa biết làm thế nào để có thể tiếp tục ép giao tranh vào bên phía của đối phương cả. Và đây là Hắc với pha trận đầu của anh ta, nhưng anh ta cũng sẽ lùi đi và anh ta vẫn đang giữ cho thế trận ở một mặt hòa hoãn. Khi Zizak có đủ đồ thì đội bạn tôi nghĩ rằng sẽ muốn phản công lại ở cái thời điểm mà Zizak bắt đầu có cho mình cái triệu băng, là thời điểm mà Zizak khó chịu nhất. Hơi khó rồi. Đồng năm và Sun ở khu vực đường dưới vẫn đang triển nhau, vẫn đang tẩn nhau dưới kia. Nhưng mà người có lời hơn chắc chắn sẽ là Sun rồi. Anh ta có chiêu cuối để có thể hồi phục lâu hơn và nhanh hơn so với cả đồng năm. Đồng năm có thể tấn công tốt, nhưng việc của chúng ta là giữ lính mà thôi. Còn khi đồng năm húng liều lên thế này thì anh ta sẽ phải nằm xuống. Tôi nghĩ rằng quyết định của anh ta lao lên tấn công Sun là không hợp lý một chút nào cả. Không, anh ta không muốn tấn công vào Sun. Cái mà anh ta muốn đó là dọn dẹp xong tân lính và sau đó thì nằm xuống. Anh ta biết mình sẽ phải nằm xuống trong tình huống đó, nhưng đó là tình huống muốn giải quyết được tân lính của đồng năm. Và với việc giải quyết được xong tân lính thì bây giờ hiện tại thì khu vực đường dưới vẫn chưa bắt đi cái trụ. Nhưng chúng ta cũng không thể ép được vào khu vực đường trên, bởi King Road của đối phương đánh rất khôn ngoan và ma quái. G-Jack đã phải mất đi cấp cứu, tốc biến lên tấn công nhưng ngay lập tức bị cấm lặng. Và G-Jack chưa phải nằm xuống, một pha quá húng đến từ đội bạn khi chúng ta chưa tính tới việc là G-Jack có giáp, G-Jack có thêm cả cấp cứu và anh ta không hề phải nằm xuống. Một pha bứt phá nhưng không thành công. Nó dẫn tới việc là chúng ta lại tiếp tục bị kẹt lại trong chính cái vòng vây của mình và thậm chí mất thêm cả con rồng thứ 3 trong trận đấu này. Chúng ta chưa snowball trận đấu, mặc dù chúng ta vẫn chưa mất đi gì quá nhiều trong trận thiếu này, nhưng đánh giá thì đội bạn đang câu kéo rất giỏi. Và khi King Road cùng với Tara khỏe lên thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù các bài đi rừng của đội bạn chỉ là Wonder Woman, nhưng rõ ràng sức sát thương sẽ đến từ hai cánh. Đó là Wonder Woman cùng với, đó là King Road cùng với lại cả Tara, với khả năng chống chịu cũng tốt mà khả năng gây sát thương thì cũng sẽ rất tốt. Với ở thời điểm hiện tại anh ta đã có đến hai trang bị đốt máu cho Tara của Sun. Quá khó, bình thường thì đối đầu với một ông có khả năng hồi máu đã đủ mệt rồi, bây giờ còn có thêm cả hai ông Tara cùng với King Road.
Trong khi đó với những chất tướng trong đội hình này thì nếu như lên những cái món đồ chống hồi máu sớm nó rất là vô duyên và nó sẽ làm chúng ta thiếu đi hụt đi lượng sát thương lớn. NTB sẽ dẹp đính ở khu vực đường này. Trong khi đó Black One, trong khi đó Polo đã tới đây để ép bóc vào chặn đường, hút được cả hai người. Nhưng sát thương của chúng ta thì không có đủ khi mà TF đã quá yếu máu rồi. Trụ đã vỡ, NTB đang kẹt lại. Polo đang cố gắng câu kéo thời gian bằng cái pháp trận thần kỳ của mình. Nhưng nó bật là hơi muộn và cuối cùng chúng ta sẽ mất đi hai thành viên ở đây. Đội tuyển của Hàn Quốc vẫn đang biết chớp thời cơ và đến thời điểm hiện tại họ bắt đầu là người dẫn trước hơn chúng ta. Chúng ta đã có một trận đánh ở thời điểm đầu trận có vẻ như rất tốt nhưng cuối cùng thì vẫn đang gặp khó khăn rất nhiều với đội tuyển Hàn Quốc. Họ lấy lợi thế quá hay và chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất cái trụ thứ hai của đường rồng rất khó chịu đến từ đội bạn. Và đây là cái trụ thứ hai dành cho đội bạn. Không làm gì được cả. Phải nói rằng là cái khả năng tính toán và bứt phá của đối phương mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Săn có giáp, săn có hồi máu và săn có thêm cả một cú câm lặng tốt đến từ Jack nữa. Không làm được gì cả. Quá khó trong trận đấu này. Và bây giờ chính thức là Việt Nam đã xuống thành kèo dưới rồi. Khi mà chúng ta đã mất đi hoàn toàn khu vực đường dưới, trụ đường trên đang gặp có áp lực và giờ nó đã mất. Và bây giờ chỉ còn lại duy nhất cái trụ ở khu vực đường giữa mà thôi. Đáng tiếc nhất ở trong trận thi đấu này đến thời điểm hiện tại tôi nói đến có lẽ là pha thi đấu mà đồng năm bị mất đi trước sau tranh rồng. Và chúng ta mặc dù có con rồng nhưng phải trả giá bằng mạng gục. Nếu như đồng năm không bị kéo trúng trong pha thi đấu đó thì tôi khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam mới là người chiếm ưu thế trong giao tranh rồng đó. Rất đáng tiếc vì chúng ta có con rồng nhưng không thể để cho đối phương, vẫn phải để cho đối phương gọi là ép sân trong tình huống đó. Rất đáng tiếc. Ôi, và bây giờ tôi vừa nhìn thấy thêm cái phù chú trường sinh trên người của săn nữa. Thì việc mà bạn chơi theo kiểu khó chịu và cù nhây không thể nào lại được cả. Tara là một trong những chất tướng mặc dù không có mặt mạnh về mặt gọi là giao tranh tổng kỹ năng, nhưng về cái khả năng hồi phục với cả khả năng cò nhây thì quá ghê. Và bây giờ Chaser cũng đã có cho mình đủ thứ trên người, đó là cái dịu yoga, đó là cái kiếm Furnier. Và chúng ta thực sự đang bí rồi. Trận đấu này tiếp tục bây giờ sẽ bị snowball đến từ bên phía của Hàn Quốc. Trụ đã vỡ hoàn toàn, dàn trụ ngoài đã không còn. Và với cái thế băng lên như thế này rất khó để Việt Nam có thể tấn công. Trong một thế trận mà Việt Nam tưởng chừng làm tốt ở thời điểm đầu trận thì hai người chơi đường đơn của đối phương đã bắt đầu lên tiếng, đó là Chaser cùng với lại cả Sun. Hai thành viên nhiều tiền nhất và cũng có một khả năng farm rất mãnh liệt đến từ đội bạn, cực kỳ kinh khủng. Không thể nào hạ gục được một người nhanh chóng, đó là sự cứng cáp. Và quan trọng là Jack đang luôn là người tạo ra những cái gọi là sự khó chịu với các pha giao tranh. Nhưng cú câm lặng của anh ta thực sự vẫn đem lại một cái gì đấy quá hiệu quả trong trận đấu này. Có lao vào từ Black One và anh ta mất đi hẳn đi chiêu cuối chỉ để né đến lượng sát thương cùng với việc là giải quyết đi những đám lính. Và bây giờ săn, anh hãy nhìn xem, anh ta lao vào trụ, anh ta bật chiêu cuối và anh ta có thêm cái phù chú trường sinh để hồi phục lại. Sau pha tranh, anh ta hồi máu như chưa bao giờ được mất vậy. Còn đây là Chaser, 5 món trang bị đến từ Chaser. 0000 là em đẹp điểm của Chaser. Và 8.800 tiền sau con kỳ công này là 8.900 tiền đến từ Chaser. Kinh khủng đến từ người chơi King Cross của đội bạn. Đánh rất khoa học, rất bài bản và đánh theo lối đánh bằng chiến thuật để chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Thực sự là quá khó cho chúng ta trong trận thi đấu này rồi. Đến thời điểm hiện tại mặc dù chúng ta vẫn chưa mất đi cái trụ đường Mega nào cả, nhưng khó thì vẫn là khó mà thôi. Đang bắt vào săn nhưng nó là một khoảng thời gian nó quá lâu. Và phải cần tới 5 người cùng một cái bộc phá đến từ đồng năm mới có thể hạ gục được anh ta. Thì hãy thử nghĩ xem về một pha giao tranh tổng có cả săn, có cả Chaser. Nếu như sát thương của chúng ta dùng vào một người mất khoảng tầm 10 giây để hạ gục được một người đó, thì với khoảng tầm 2 người tầm 20 giây thì những vị trí như kiểu là Huck, như là Rush với kiểu là G-Jack thì sẽ ai là người gây sát thương đây? Hoàn toàn bế tắc từ đội tuyển của Việt Nam. Bây giờ chỉ biết đẩy lính để câu kéo thêm một khoảng thời gian lâu hơn nữa mà thôi. Rất may đó là một pha bắt lẻ rất tốt của chúng ta và Tara. Thật ra thì tôi đánh giá cao pha bắt và Tara đó của đội tuyển Việt Nam. Vì dù sao đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thêm thời gian để nuôi lớn Violet. Ở thời điểm hiện tại thì đội bạn rất dễ dàng, đó là khỏe hơn chúng ta. Nhưng đến thời điểm mà tất cả cùng full đồ thì tôi đánh giá rất cao sức bắn của Violet. Lúc đó chúng ta có thể xuyên qua được những cái lớp giáp của đối phương ở thời điểm hiện tại là quá dày. Nhưng đến thời điểm cuối trận đấu thì không, nó không còn dày đến như thế nữa. Chúng ta đã từng thấy chứng kiến rất nhiều trận đấu mà đó là Wonder Woman cùng với lại cả King Cross rất trâu ở thời điểm giữa trận, hoặc thậm chí là King Cross thì còn ở thời điểm gần cuối trận. Trận này làm tôi nhớ tới trận của MG đối đầu với cả SMG. Đó là việc mà một bên có xạ thủ và họ thủ được đúng cái trụ bậc thềm thôi. Mặc kệ đối phương, vì đối phương có King Cross thì về lết King Cross nó hơi phế, thì chúng ta chỉ cần gọi là
bảo vệ tốt thành công cái trụ và câu kéo thời gian trận đấu này càng lâu càng tốt, chỉ cần để Valet có được khả năng xuyên giáp cùng với khả năng chống hồi máu là về sau chúng ta một pha giao tranh tổng là có thể thắng luôn. Tức là chúng ta vẫn còn cơ hội nếu như chúng ta có thể câu kéo được thời gian thêm ở ba cái trụ bậc thềm này. Quan trọng đó là Chaser, thật ra nói là cuối game anh ta phế thì không phải, nhưng cái quan trọng là sức mạnh của anh ta, khi mà anh ta farm đồ rất nhanh thì anh ta phun đồ sớm, nhưng đến khi mà chúng ta cũng phun đồ thì rõ ràng là sức mạnh của King Eros không còn đáng sợ như cái cách mà anh ta thể hiện ở thời đấu trận nữa. Chính xác là sức mạnh của Chaser nó chỉ thế thôi, đến một cái ngưỡng đến thì ngưỡng. Nó không hơn được nữa, nó là một cái ngưỡng thôi. Đúng rồi, còn con bài mà tôi đang rất lo ngại ở đội bạn không phải là Chaser hay là Sun mà là Alice của đối phương, sẽ rất khó chịu cho những pha phòng thủ trụ của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể đứng im ở trong cái vòng chảy câm lặng đó với những cú dòng chảy thời không cực kỳ khó chịu đến từ Alice của đối phương, và đó mới là điều mà chúng ta lo ngại, bởi vì Alice vẫn là một con bài quá khó chịu về giai đoạn late game, và đội bạn hoàn toàn có thể dùng cái chiến thuật của đội bạn để ép dần vào những cái trụ của chúng ta để lấy đi những cái trụ đường trong của chúng ta. 7k3 tiền, và trong trận đấu này chúng ta chỉ có một tay dài, đó là TF mà thôi, thì việc mà đẩy đám lính đợt đằng xa này cần phải có nhiều người bảo kê. Black One lao ra và anh ta lui về, câm lặng được tốt NTB và cấu máu, nhưng chúng ta chưa mất đi một chiêu cuối nào cả. Bảo vệ thành công được cái trụ khu vực đường giữa khi đám lính vẫn tiếp tục chưa lên. Nhưng tiếp theo sẽ là lính đường dưới, sẽ là lính đường trên, chia đội hình 2-3, tập trung vào để lính đến từ đồng 5. Cầm và câm lặng, giáp tay thần kỳ, chúng ta đang kẹt lại và có pháp trận thần kỳ. Đồng 5 sẽ là người được hồi sinh đầu tiên, nhưng anh ta sau khi sống dậy thì làm thế nào đây? Sức sát thương từ bên phía của đối phương là vừa đủ để làm được điều đó. Và đội bạn đã có được một mạng hạ gục, đường lính ở đường giữa đẩy lên rất kịp thời đối với đội bạn. Cái câm lặng quá kinh khủng đến từ Zizak, và NTB kẹt lại trong giao tranh. Nó ngăn cản hoàn toàn đội hình đến từ bên phía của Việt Nam, không làm được gì cả. Và nói về cái trận đấu MG và SMG thì cái đội thủ là đội có Violet và có Alice thì nó dễ. Còn bây giờ chúng ta chỉ có một mình TF mà thôi, bị câm lặng và sau đó là tốc biến các kiểu lên để hạ gục. Trận đấu này tôi nghĩ rằng sẽ mất đi, và Hàn Quốc đã là người có chiến thắng rồi. Và Zizak một lần nữa là một cái tên mà chúng ta bắt buộc phải nhắc đến trong trận thi đấu này. Những cú câm lặng của anh ta là thương hiệu, và đó là chiến thắng thứ 2 cho đội tuyển Hàn Quốc. Những cú câm lặng mang tính chất gọi là hack não đối phương một cách kinh khủng, và phải nói đến đó là một pha combo chuẩn xác, tốc chạy sau đó mới câm lặng. Và anh ta đặt được rất sâu cái câm lặng đó và khiến cho chúng ta không có một cửa nào để phòng thủ trụ cả. Nó đến bằng một cái cách mà gọi là như kiểu là không cho chúng ta giao tranh. Chính xác, không cho chúng ta giao tranh. Chính vì nhờ cái chiêu cuối đó từ Alice mà gần như những cái động thái đến từ bên chúng ta không làm được gì cả. Không làm được gì và cả. Cái quan trọng là anh ta nhắm rất đúng người vào đúng chỗ. Đầu tiên đó là nhắm thẳng vào cả ba người mở giao tranh của chúng ta để tấn công vào cái trụ. Sau đó lần thứ hai là nhắm thẳng vào TF khi mà TF không có cửa để lui ra và mất đi sát thương chủ lực thì chúng ta mất điều đó. Và sau cả hai trận thì những cái tên là Sun với Tara, với cái tên là Zizak với Alice vẫn đang quá ghê. Và chính thức Hàn Quốc sẽ là cái tên tiếp theo đi tiếp vào vòng trong. Còn Việt Nam chúng ta có lẽ cơ hội dừng lại chỉ ở top 8 trong lần này mà thôi. Top 8, và chúng ta sẽ có đôi ngôi vị là vị hạt chí, là hạt giống số 2 ở trong giải. Tức là chúng ta bắt buộc sẽ phải đối mặt với một đội tuyển thuộc loại sừng sỏ nhất, bao gồm có Hàn Quốc, Thái Lan 1, Thái Lan 2, và có lẽ là đội tuyển cuối cùng là đội tuyển dây tim.